Em xin chào tất cả các bác ạ. Hôm nay em lại lên tiếp tục chia sẻ đến các bác các cái mã của trầm tím rừng nha cả nhà ơi. Trầm tím rừng hoa cực kỳ thơm. Đấy, hôm nay phiên qua trước em lên thì cũng một số bác cũng ủng hộ em. Thì hôm nay em lên tiếp các mã nhá. Thì các bác có thể chọn theo mã. Các bác ưng mã nào thì các bác gọi điện qua trực tiếp giúp em để đặt hàng nhé cả nhà ơi. Số điện thoại đặt hàng của bên em là 0394547221 nhé. Số đấy cũng là số Zalo chính của em, thì các bác có thể add qua Zalo, nhắn tin hoặc gọi điện cho em cũng được ạ. Đấy, thì hôm nay em cũng chia mã ra cho các bác. Giá hôm nay giá rất là rẻ luôn các bác nhé. Đấy, nên là mỗi bác vào siêu tầm ủng hộ cho em mấy mã vào. Đấy, mấy khi trầm có cái giá như này luôn. Đây, đầu tiên em sẽ lên cái mặt hoa cho các bác ngắm qua trước. Rồi các bác ưng mã nào các bác gọi điện qua cho em, phải có đơn nha. Đấy, các cái mã của trầm tím rừng này các bác này, bông cực kỳ là thơm luôn nhá cả nhà ơi. Đấy, trầm tím rừng nhá, mà cái dòng trầm thì nó rất là khỏe các bác ạ, vừa khỏe vừa dễ chăm vừa hoa thơm đó, mà giá thì rất là hợp lý luôn. Đây ạ, em sẽ lên theo từng mã để các bác có thể chọn theo mã nha cả nhà nhá. Đây ạ, mã 1 em chia sẻ cho các bác với giá là 130.000. Mã này của em là nguyên một dề một khóm rất là đẹp luôn các bác này. Đấy, đang lên mầm gốc rất là đẹp luôn ạ. Mã này của em 1, 2, 3, 4 và đến 5 thân tơ nhá. Dề này của em là 5 thân tơ nguyên một dề luôn các bác nhá. Đấy, các bác chỉ cần một dề đấy thôi. 130.000 là các bác về các bác có thể trồng được một chậu rồi đấy ạ. Đấy, một chậu xinh xinh để bàn chơi hoa rất là thơm. Đó, 130.000 cho mã 1 này. Mã 0 này, mã 0 này, toàn dề mập lù đẹp thôi. Mã 0 này đẹp lắm các bác này, nhiều thân hoa nhá. Đó, mã 0 này em chia sẻ với giá là 140.000. Mã 0 này rất là đẹp nha. Mã 0 140 mà giá lại rẻ. Đó, mã 2. Mã 2 thì thân toàn thân to đẹp. Đấy, mã 2 170.000. Đây cả nhà ơi, thân dài nha. Mã 2 thân dài. Đây ạ, mầm rất là mập nha. Đấy, 3 dề luôn. 170.000 cho mã 2. Mã 3. Mã 3 đây cả nhà ơi. Mã 3 đây, toàn dề dài đẹp nhá. Mã 3 150.000 cho mã 3 này. Đấy, mã 3 này 150. Mã 4 siêu nhiều. Siêu nhiều luôn các bác ơi, mã 4 nhiều lắm. Mã này lẽ ra em còn bán là 220 nhưng mà thôi, để cho các bác 200 cho tròn tiền nhá. Mã này là mã 4, mã 4 200.000, các bác về ghép cho em 2 chậu luôn. Đấy, mua 200.000 lợi hơn là mua hàng chậu các bác ạ. Về các bác trồng lên chậu một chỗ này phải được tầm 2 chậu luôn. Mã 4 200.000 nhá. Mã 5. Mã 5 đây ạ, mã 5 thân dài. Đó, mã 5 130.000. Mã này em có một cái mã vụn này. Mã vụn nhưng mà cũng rất là nhiều thân tơ các bác nhá. Nó chỉ hơi vụn một chút thôi. Nhưng mà hàng dề vụn là chuyện bình thường các bác ạ. Đấy, nhưng mà cái mã này bác là vừa làm giống vừa chơi hoa cho em rất là ok. Đây là đầy thân tơ này. Đấy, chi chít đều thân tơ. Đấy, về ghép cho em chỗ này thành một cái giò khổng lồ luôn. Mã vụn này chốt cho em 150. Đấy, có một mã vụn duy nhất 150 nha. Bác nào lấy về vừa lợi cân. Đấy, vừa lợi mầm, vừa lợi hoa. Đó, 150 cho mã vụn này, có một mã thôi ạ. 150 nhá, là mã vụn. Mã 6. Mã 6 180.000. Rất nhiều thân tơ dài nhá các bác ơi. Cái mã này em cân riêng là toàn mã dài, thân dài. Mã 6 180.000. Mã 7 là một dề, nguyên dề của nó luôn các bác nhá. Mã dề này em phải đếm ra được 1, 2, 3, 4, 5. Phải đến 6, 7 thân tơ luôn các bác nhá. Mã này phải 6, 7 thân tơ luôn. Đấy, mã này là nguyên dề này. Mã 7 140.000. Đấy, mã 7 là 140 này. Đấy, bắt đầu lấy mã 7 chốt 140 nhá. Mã 8, mã 8 lại như thế này. Mã 8 của em là 3 dề. Đấy, nó hơi ngắn một chút nhưng mà nó rất là lợi cây. Nó hơi ngắn nhưng mà nó rất là lợi cây nhá. Các bác mai chơi làm giống hoặc là chơi hoa cũng rất là ok. Về các bác tách ra cho em. Đấy, về các bác tách ra cho em nhá. Đây này, để cho nó đẻ. 3 khóm này rất là đẹp luôn. Nó hơi ngắn nhưng mà nó lợi cây. Mã này để cho các bác 150, quá là rẻ luôn. Mã này rất là nhiều nhá, rất là nhiều cây. Đó, 180, mã 8 150.000. 150.000 mã 8. Mã 9. Mã 9 thì đều là thân dài hết. Mã này đẹp lắm này. Bác ở lấy về chơi hoa mã này rực rỡ luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 thân tơ luôn. Mã này mã 9 180.000. Mã 9. Đấy, mã này đẹp lắm. Mã 10.
Mã 10 đây. Ba dề rất là đẹp, mã 10 170.000. Mã 10 này. Ô, mã 11 này mới là mã đẹp này. Mã 11 cũng là cái mã thân dài. Thân dài em nhặt riêng. Mã 11 này là mã VIP nhá, đẹp nhá, 220.000. Đấy, bác nào lấy mã này cho em thì quá nhiều thân tơ luôn. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nói chung là nhiều lắm, nhiều thân tơ lắm. 11 220. 12. 12 160. Đó. Và em có một cái mã VIP này. Mã VIP duy nhất. Em nhặt riêng toàn thân mập như ngón chân cái. Đấy, để mà cái toàn thân mập như này mấy cả dài như này là trầm dùng nó rất là ít nhá các bác nhá. Đấy, mã VIP này bác nào lấy em để giá về 400 này. Có một mã duy nhất thôi nha. Trong cả lô em chỉ nhặt ra được có mỗi mã này thôi là đẹp thôi nha. Toàn thân to như ngón chân cái ấy các bác ạ. Thân to như ngón chân cái và toàn là thân tơ thôi, đang nụ hết nhá. Mã VIP này chốt cho em với giá là 400 nhá cả nhà ơi. Đấy, 400k. Là các cái mã của trầm tím nhá. Đấy, các bác ưng mã nào các bác gọi điện qua giúp em ạ. Em có các cái mã của em có cái lô của giả hạc châu Như, hay còn gọi là giả hạc hoa hồng, giả hạc châu Như nhá, hay còn gọi là phi điệp châu Như. Đấy, phi điệp với giả hạc là một. Cái hàng này thì nó rất là dễ chăm các bác ạ. Siêu dễ chăm và chơi mầm cũng thích luôn nhá. Tầm này đang rất là nhiều thân nụ đây các bác này. Đấy, các bác nhìn thấy nụ của nó đây ạ. Các bác nào mà đã chơi hàng thân thòng rồi các bác biết, hoa nở tới gốc đến ngọn luôn nhá. Cái hàng này em chia sẻ với giá là 220.000 cho một dề. Đây em sẽ lên cái mặt hoa của châu Như cho các bác ngắm qua. Cái dòng châu Như này thì nó rất là sai hoa nha các bác nhá. Nó rất là sai hoa và hoa của nó rất là đẹp. Dòng này như mấy năm về trước giá cực kỳ cao luôn các bác ạ. Giá cao ngất ngưởng luôn nhá. Đây em lên cái mặt hoa cho các bác ngắm này. Đây này, để em lấy lại đây. Giò nó ở tại vườn nhá. Lưỡi của nó rất là đẹp các bác ạ. Mà mai chơi mầm cũng rất là thích luôn. Đấy, cái châu Như này em chia sẻ cho các bác với giá là 220.000 cho một dề. Đấy, một dề nó sẽ như này các bác nhá. Đây này. Đấy, rất nhiều lụ và có mầm gốc nhá. Hàng đã lui thuần vườn rồi. Đó, 220.000 cho một dề ạ. Bác nào lấy thì chốt cho em nhá. Đó, 220 một dề. Tiếp theo em có các cái chậu của Đen Dô Xuân. Đen Dô Xuân hôm nay em chia sẻ cho các bác với giá là 120.000 cho một chậu nhá. Đây ạ, Đen Dô Xuân 120.000 cho một chậu. Chậu nào cũng có đụ luôn các bác ơi. Chậu nào cũng có đụ nhá. Đấy, 120.000 cho một chậu. Bác nào lấy Đen Dô Xuân hàng đang đụ thì chốt cho em. Đây bông của nó đây các bác này. Màu rất là đẹp nhá. Màu rất là đẹp luôn. Mà cái Đen Dô Xuân này bền vô đối luôn các bác nhá. Đó, để bền vô đối luôn. 120.000 cho một chậu. Tiếp theo, em sẽ lên cho các bác các cái mã của Hoàng Nhạn A3. Hoàng Nhạn A3 thì nó sẽ có cái màu là vàng và lưỡi trắng nhá. Dòng này của em là cái dòng nhạn va ạ. Hoa của nó rất là đẹp và tầm này đang có lụ rồi ạ. Đây mặt hoa của nó như này các bác ơi, nở tại vườn nhá. Hoa cực kỳ thơm luôn. Đó, và cây nào toàn bộ em chia sẻ đây cũng đang có lụ ạ. Đây em đầu tiên lên một cái mã này là em tách chậu 3 ra, có cái cây này, cái tí lá này nó hơi bị lỗi nhá. Đấy, nó hơi bị sứt tí lá này. Đấy, với cả đây nó hơi bị gập gập này. Cây này em xả luôn 170.000. Xả lỗ nhá, con này xả lỗ. Đấy, lỗ là dưới cả giá nhập luôn ấy ạ. 170.000 cho con này. Bác nào lấy con này về sưu tầm lấy giống thì chốt cho em 170. Mã 1. Mã 2 nha. Mã 2 cây này đang có lụ này, 250 này. Mã 3. Cây này thì nó bị mất ngọn đây nhưng nó đã lên được ngọn mới đây rồi các bác nhá, và đang đẻ một con. Mã này em để cho các bác với giá là 240.000 cho mã 2. Mã 3 là một cây dài và đang có lụ này. Mã 3 em để cây này với giá là 300.000 cho mã 3. Mã 4 đây cây mẹ rất là đẹp. Đây cây mẹ xếp đẹp nha. Cây mẹ rất là xếp đẹp và đang có lụ. Cây con đây nó đang đẻ cây con mà cái đây có một cái lá này nó hơi bị sẹo này. Đấy, nó hơi bị sẹo một tí lá ở đây. Cây con thôi nhá. Đấy, mã này em để cho các bác với giá là 270.000 cho mã này là mã 4. Mã 5. Mã 5 cây to 280. 280 mã 5. Mã 6 của em là một chậu cây đôi. Chậu cây đôi này rất là đẹp này. Cây to nhá. Mã này em để về giá là 600. Mã này là mã 6 nhá. Mã 6 600. Mã 7. Mã 7 là một cây rất là dài. Đấy, mã 7 này em để về giá là 320.000 này. Là mã 7 nhá. Đấy là 7 cái mã của Hoàng Nhạn A3. Cái bác nào là sưu tầm nhạn A3 thì ủng hộ cho em nha các bác nhá. Và em có mấy cái chậu của cát. Mấy chậu cát này là cát sổ số hoa màu nhưng mà cát bại nhá. Ở vườn em nuôi vườn rất là lâu rồi. Chủ yếu của nó là cái màu trắng.
chủ yếu là cái màu trắng này này. Đấy, chủ yếu vào màu trắng với cả cái màu này là nhiều nhá. Đấy, vì đợt đấy em lấy cả lô này rất là nhiều màu. Đấy, thì em thấy nở ở vườn là chủ yếu là màu này và màu này. Đó, thì em cũng không được chuẩn hoa thì em cứ bán hàng xổ số nhá. Nhưng chủ yếu là hai màu vừa em cho các bác xem, chụp tại vườn. Đấy, em cho có cái chậu này to đùng đổ đàng luôn này. Chậu lưa thuần lâu nha các bác nhá. Đấy, chậu này bác nào đấy em để với giá là 450 này. Chậu cát 1 to này. Chậu cát 2 em chia sẻ với giá là 300. Chậu cát 3 300.000. Đấy, bác nào lấy mã nào thì ủng hộ cho em nhé. Cát đại hoa sổ, cát đại bông to hoa sổ số ạ. Tiếp theo em có mấy cái mã của Cú Lao Minh Thái các bác nhé. Cú Lao Minh Thái hoa rất là đẹp. Đây, cái mã này em để cho các bác với giá là 150.000. Cho mã này là mã 1 này. Mã 2 này, 130 này. Mã 3 này. Mã 3, 130. Đấy là ba cái mã của Cú Lao Minh Thái. Và rất là đẹp luôn. Quân tử em vẫn chia sẻ với giá là 99.000 một cây các bác nhá. Chỉ 9.000 một cây. Thế bác là lấy quân tử thì chốt cho em nhá. Đấy, chủ yếu hôm nay là em lên các cái mã trầm. Thì các bác là sưu tầm trầm thì gọi điện qua giúp em nhá. Đấy, em xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác những phiên video tới nhá. Xin chào các bác.